Vài năm trở lại đây, thực phẩm hữu cơ thu hút sự quan tâm của ngày càng nhiều từ người tiêu dùng trong nước. Không chỉ là xu hướng, những sản phẩm này được đánh giá là sự lựa chọn tự nhiên, thuần túy và an toàn. Theo thương hiệu Organic and Health Foods, đơn vị đang phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam các sản phẩm hữu cơ an toàn, nhập khẩu chính ngạch từ Úc, New Zealand và châu Âu như muối Himalaya, hạt dinh dưỡng, ngũ cốc, dầu thực vật. Đa số các sản phẩm đều được chế biến sẵn, thuận tiện dùng thay thế bữa ăn chính hoặc bữa phụ, giảm bớt thời gian nấu nướng, giúp bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ giảm cân và có hương vị dễ sử dụng với nhiều lứa tuổi. Hiện tại sản phẩm này là khá phù hợp cho tôi. Lúc mà tôi mang bầu, nó có thể là giúp tôi giữ được cái vóc dáng và cũng rất là dễ dùng. Ví dụ như cái ngũ cốc này thì còn bỏ một ít sữa chua vô ăn, rất là dễ dàng. Nó tạo cái cho mình một cái năng lượng rất là tốt cho một ngày làm việc. Nó giúp cho mình có một sức khỏe và nó không có những chất độc hại giống như những một số sản phẩm khác, mà hoàn toàn nó làm từ tự nhiên thôi. Ngoài thực phẩm, đơn vị còn cung cấp đến người tiêu dùng một số sản phẩm khác như muối hồng bổ sung khoáng chất cần thiết cho da, hạt diêm mạch hỗ trợ cơ thể kháng khuẩn và kháng viêm hiệu quả. Sắp tới là công ty chúng tôi sẽ đưa ra một cái sản phẩm hộp quà Tết an toàn cho sức khỏe. Bên công ty chúng tôi là cũng sẽ mở rộng những cái kênh phân phối, phát triển thành một cái chuỗi cửa hàng chuyên về các thực phẩm hữu cơ và organic minh bạch dưới cái thương hiệu Organic and Health Food. Hiện các sản phẩm được phân phối tại hệ thống siêu thị lớn như Lotte Mart, City Mart và một số chuỗi thực phẩm an toàn, uy tín.